Đây Yo, đây đây, cắm cái này vô. cái này cái Yo 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 này. nơi. Đó, có khách tới Oh. hả? Oh. Hello, hai người tới đây làm gì hả? À, con cần mua. Xin chào các bạn đã quay trở lại với khu biệt thự trong Minecraft của mình. Nhưng mà mình cái tiếng của ai vậy? Trước tiên mình phải đi lên cái đã. Để coi ai mới lên. À, cái máy này cùi quá, Gì không quay được, đập đi. vậy Cái máy của anh, anh đang quay game mà nó bị đứng rồi nè. rồi Lấy cái máy. cái máy dạo này mình bị cái gì rồi? Cái laptop này nó dởm lắm. Cái cửa sổ đâu rồi? Đi đâu Quăng nó ra vậy? ngoài luôn mới được. Đi đâu Quăng vậy? cái laptop ra ngoài mới được. Bực mình quá. Không có quặng được đâu sư huynh à. Thôi để quay game đi. Quay mà Không nó cứ crash game hoài à. video được thì làm sao mà quay đây? Cái máy này giờ sao vậy trời? Không lẽ em với anh cần nên phải mua một cái máy mới rồi anh ơi. Có tiền không? Mày có tiền không mà mua? Quên nữa. Gặp anh em mình đang là những YouTuber nhỏ nhỏ tuổi mà lấy gì có tiền hả? Giờ Hay làm là sao bây giờ đây? mình đi kiếm việc làm đi. Đúng Mình sẽ rồi. để dành tiền đi. Và hello, xin chào bạn, là hôm nay mình sẽ làm một em sẽ quay vlog nha anh. Em vlog hành trình của YouTuber anh hiểu không? Ok, hôm nay mình và MK sẽ đi nói chung là phải cuộc hành trình để nâng cấp cái máy tính này. Mình không có muốn xài cái máy tính này nữa đâu, cù bắp quá. Dở muốn chết. Cứ cắt game hết à. Ok, mình sẽ MK sẽ đi kiếm một cái gì để làm, nhưng mà trước tiên mình sẽ cần dẹp cái máy này đi. Vậy đi, đập đi. Đập đi. Ui, em giữ hai cái luôn nè, đem vô nhà sinh dục vô bồn cầu. Rồi em sẽ nước cho Rồi. bẹp. Rồi. Anh cầm với tay kìa. Ôi, Dục. không, anh sẽ nước. Rồi, ok. Đi. Đi. Và giới thiệu luôn các bạn, đây là MK Gaming, là một trời ơi, mới bước ra đường mà ho quá trời vậy hả? Thiệt là Bây giờ thiệt mình đi đủ quá đâu đi. đây? Em nghĩ là em chưa bao giờ đi làm ngoài đường á, nên em không biết đi đâu nữa. Đây bây giờ mình đi mình bây giờ mình cứ đi vòng vòng đi, ai mà có việc gì làm thì mình làm thôi. Ủa, mà hình như cái máy đó hồi đó mình mua có mấy triệu đúng không? Đúng rồi, nên nó mới cù bắp đó. Ôi bên bển có gì vậy? Đâu đâu Ui, bên bển có máy tính kìa, qua bển coi không? đâu đi qua coi đi. Trời ơi. Còn Ui cái này cũng sạch. Ủa này là phải đường đi đường này à? À dạ, cái điều này là đường vô tính tiền của người ta đó hả? Thôi, ơi chưa có mở đây cửa, nè, chưa mở cửa. chưa có mở Thôi, cửa à? đứng ngoài coi đi, xíu Trời quên à. ơi, Trời có ba ơi. màn hình luôn kìa. Ba màn hình, ghế gaming nữa kìa hả? Không biết là bao nhiêu tiền ta. Chắc là mắc lắm đây. Trời ơi. Muốn mua cái máy tính này quá, màn hình nó rộng ơi là rộng luôn. Đúng rồi, chẳng bù với lại cái laptop của bắp của tụi mình. Ở này nó không có bán laptop nha, nó toàn bán mấy cái gì không à. Ủa nó rồi chỉ bán máy tính để bàn thôi, máy tính để bàn ờ mới mạnh, ở toàn laptop của tụi mình dởm lắm. ừ đúng rồi đâu qua này coi coi. Wow, trời ơi, thùng PC kìa. Quá trời luôn, Ủa, ấy, hình như thùng PC có cái mặt gì á. Ủa, mặt Creeper luôn. nhãn hiệu Ripper. Gì kỳ vậy? Ủa, mấy cái ghế rồi. Ủa, anh thích màu nào? Anh thích màu nào? Cái Tất ghế nhiên rồi. là anh thích màu đỏ rồi. Ấy dạ, có một cái màu đỏ à. Em thích cái màu trắng này nè. Nhìn nó sang chảnh quá đi. Ấy dạ. Đẹp quá đi hả? Bây giờ Ủa. làm sao đây? Thôi, đi tìm việc Mình làm phải đi. đi. Thích quá. Bây giờ mình phải đi tìm việc làm thôi. Chắc mấy cái máy này mắc lắm á. Để mình có tiền rồi mình vô. Mắc lắm. Làm gì mà có tiền mà mua được mấy cái máy đó, lại còn có ghế nữa. Đúng rồi. Không biết trong thành phố này có ai làm gì em trời. Bây giờ phải đi kiếm thôi. Ấy dạ, Sẽ trời đi nắng. chợ. Trời nắng lắm rồi đó. Chạy đi chú. Chạy thì đẹp. Đây. Lên. Trời ơi, không biết chừng nào mình mới được cái căn nhà này nhở. Không bao giờ. Cái máy tính còn chưa mua xong, lấy đâu ra một căn nhà. Ấy dạ, thiệt là hư cấu quá đi. Ngôi nhà này thiệt là đẹp, mà làm sao để mua. Ngộ không, à lộn. MK. Dạo này coi phim kiếm hiệp nhiều quá đó hả? Trời ơi, căn nhà kìa má ơi.
Trời ơi, có cả cái chỗ để xe hơi nữa kìa. Ui chu cha mà ơi. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy hả? Ê, ê. Gì vậy? Ê, ê, đi hay hay. Có nè. Ui giời ơi. Gì vậy? Tuyển người trong trẻ lương cao. Đồ. Siêu cao, siêu cao. Siêu cao luôn. Ồ, ủa gì? Siêu cao. Ủa cái nhà này bự á, tiền nhiều lắm á. Bấm chuông, bấm chuông. Bấm chuông. Kiếm ngõ bấm chuông ngay. Trời ơi cái nhà không có chuông. Bấm đường nào đây? Giờ sao không có ai nhà. Ừ, để tiệc gì vậy chồng kìa. Ủa có cái đồ chơi đồ Mỹ gì chồng đó kìa. Có kẹo nữa. Giờ làm sao đây? Đi một vòng coi, đi một vòng. Ủa trời ơi có cái hồ bơi luôn kìa. Có hồ bơi nữa nè. Ê tắm ké rồi. Ê, ủa gì vậy? Không được đâu, không được đâu. Ra. Gì? Nhà của người ta mà. Trời ơi. Đó. Đây có cái chỗ nằm nữa nè. Nằm phơi nắng nè. Đó. Nằm phơi nắng đi. Ây dạ. Thì là về quá gì á hả? À thật luôn á, con hư dễ sợ luôn á. Ôi, cái gì vậy? Ai? Gì vậy? Trong nhà có người. Có địch. Lẹ. Có địch rồi, có địch. Có địch á. Đâu? À, thật là khổ quá đi. Đâu anh ơi? Đây. Bấm chuông. Không có chuông hả? Đập cửa luôn. Cô ơi. Ok. Cô ơi. Ui. Ủa? Chào hai cháu. Ủa hai cháu. Dạ con có cái bảng này nè. Đâu? Đó. Ôi đừng nói hai cháu tới đây để giúp cô nhá. Đúng rồi. Trời ơi tốt dễ sợ. Trời hay quá. Rồi mời hai cháu vào đây. Ngon rồi, ngon rồi hai ơi. Sắp có tiền mua máy tính rồi. Hãy dạ. Ok thì hai cháu ngồi để ban nói sơ qua nhá. Dạ. Thì, các cháu cũng đọc cái bảng kia biết là chỗ nhà ta đang cần tuyển cái trông trẻ. Đúng rồi. Thật sự việc này cũng rất đơn giản thôi nhưng mà tại là ta cần công tác nên có ai trong bé Jenny ta cả nên. Tên gì cô? Jenny. Ok Jenny, ok. Hoặc là các bạn hoặc là các cháu có thể gọi nó là Mít cũng được. Mít đi. Ok thì thật sự là Mít có đặt không cô? Không đấy. Thật sự là công việc này rất là nhẹ, hai ngày các cháu có thể nhận được luôn, các cháu có thể chọn là các cháu có quyền bao nhiêu được cô trả hết. Đồ. Hiểu không? Ê. Đúng nhau. Mình trả lương đủ hai cái máy tính với hai cái ghế luôn. Đúng rồi. Hai cháu đồng ý không? Để đồng ý chứ cô, trời ơi. Ủa mà. Nhưng mà khoan, con nhóc này rất là gọi là tân mật. Thì là ta mong là hai ngày các cháu đừng để nó phá nhà của ta, ok? Thế nhá. Nát rồi. Đâu? Ok, nhưng mà lương phải cao nha cô. Lương cao, lương cháu mới làm đó. Con đừng gọi là miễn bàn luôn, các cháu ước bao nhiêu cô cho hết, không? Wow. Rồi, ok thì chị nào có nhận? Bây giờ luôn mấy cháu cứ ngồi đợi em đi, lát ở Jenny ở trên á để cô kêu nhá. Bây giờ cô. Jenny. Sắp có tiền mua máy tính rồi. Sẽ là YouTuber nổi tiếng. phải xong việc đã. Đúng rồi. Sao lâu quá vậy hả? A few moments later. Mà ca hơi mệt quá, lâu quá mà ca. Ôi anh mệt ca. Anh đợi nãy giờ mệt quá nè. Trời ơi, buổi sáng nha. Rồi ạ. Gì vậy? Qua. Ê câu. Ê. Gì vậy? Ê được chưa? Cái gì? Mít, bình tĩnh. Mít. Ôi, nghe sao người em cũng tên không vậy? Hai người có 5 giây để trả lời câu hỏi tôi, hai người là ai? Nói nhanh, 5, 4, 3, 2, 1. Bình tĩnh. Tụi anh là... Trong trẻ. Người trong trẻ được mẹ em kiểu như là thuê. Người để mẹ em mà thuê tụi anh để trông trẻ cho em trông giùm mẹ em 2 ngày để đi công tác. Sao mẹ không trông em, mẹ không yêu em nữa à? Mẹ em đi công tác, hiểu chưa? Công tác là gì ạ? Công tác là kiểu như đi mua đồ chơi cho em á. Ồ, vui. Mấy anh có đem đồ chơi cho em không? Em muốn chơi gì? Em muốn chơi gì nè? Em muốn chơi
Ui. À, muốn chơi bắn súng đúng không? Được. Chơi bắn súng, chơi bắn súng, chơi mấy thằng chanh. Em muốn chơi búp bê. Được. Đây, con búp bê của em đây. Nè. À, đúng ý em chưa? Mỹ. Em đó. Búp bê đánh lộn là ba người có ba người vô đánh lộn anh mà ca. Làm chơi okay. Vô đánh lộn là em. Đây, nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Trên này nè. Nè chơi đây. Vô lộn vô. Lên sang. Một. Anh này áo gì nhóm trọng tài cho anh này làm trọng tài. Rồi. Rồi vô đây đi. Ready. Ghê đi. Một. Ghê đi. Hai. Ghê đi. Ba. Vô. Bữa sao ông nhảy xuống đây rồi vậy? Ơ đồ. Nó đập banh nhà luôn rồi. Ờ chết rồi. Nó phá nhà luôn rồi. Chết mẹ rồi. Rồi nãy chơi vui quá. Chơi lại nha mấy anh. Thôi em. Thôi. Thôi. Stop. Bây giờ á, mẹ em có một cái nhiệm vụ này cho em nè, vui lắm. Là em kêu nhiệm vụ á, em được gì, em được thưởng không? Được thưởng. Nếu mà em xây xong lại cái này em sẽ được thưởng. Ok, em sẽ xây lại ngay lập tức. Xây đẹp nha, không đẹp là không có thưởng. Ờ tất nhiên xây đẹp rồi. Anh okay. Tưởng em là ai hả? Anh mày gạt xuống dưới lấy kẹo đi. Ơi. Ơi, đang quay. Anh lấy kẹo lên nè. Ờ lấy kẹo đi mà gạt. Lấy bánh lên nè. Rồi lấy kẹo nữa nè. Xây đẹp rồi, xây đẹp rồi, xây đẹp rồi. Ủa kẹo đây rồi. Đi lên nha. Rồi. Ngoan nè. Rồi. Ừ xây ôi. Đẹp. Ừ đúng rồi. Rồi. Anh tìm dĩa bánh lên mà nó mặc như cái váy vậy. Con này. Đây ăn bánh em. Ăn bánh. Đây. Để xuống ăn bánh. Đó, nè. Đúng rồi. Ăn kẹo nè. Rồi. Trời. Giỏi. Mất cái vỏ luôn. Nuốt luôn cái bình luôn rồi. À ngon quá mấy anh, còn không? Đi ra đường chơi không? Chơi. Ok anh sẽ dẫn em đi Rồi chơi. Đi anh, em muốn tắm một bơi không? Hi em đi trước đi, anh ở sau cho. Đó. Ê, đóng cửa lại cho anh ra. Nè nè, tắm một bơi đi. Đấy, anh sẽ ở sau quan sát từ phía sau. Ờ, bơi vui quá. Có chừng, ngụm lên. Giỏi nằm dưới. Nó xuống dưới nó ngủ luôn rồi kìa. Ngủ nha. Cho nó trời ấm quá. Ấm không? Đã không? Của mẹ em á. Ấm lắm luôn á. Tính ra em là lửa luôn á. Đã không? Dưới đây có gì vậy? Ơi à. Đi lên lắp lại lấy lại. Ở dưới có như thành phố khác nữa đó. Thì vui lắm hả? Điện đi xuống dưới nha. Ok, đi vòng chơi không? Sao? Đi vòng chơi. Bây giờ ra dẫn ra đường chơi đi. Nhảy ra đường chơi. Ừ, nè, đó. Ủa, anh phải coi em trong vòng 2 ngày mà. Đúng rồi. Coi hết 2 ngày mới được. Đúng rồi. Rồi, chơi đây. U vô trạm xăng hả? Đừng, cũng quậy. Quậy cái gì vậy? Chứ giờ đi đâu? Đi vòng chơi thôi. Ok, vòng chơi. Đi dạo thôi. Đấy. Đi dạo. Đi dạo, vòng thôi. Dạo. Chỉ thì nói câu chừng này rồi chạy vòng chạy vòng. Ê, đi từ từ thôi. Đi đâu vậy? Nhanh quá, anh theo không kịp. Nhà người ta đó. Trời ơi. Ở đây đâu luôn rồi? Ở đâu rồi? Ủa? Đâu mục tiêu rồi? Ở đâu vậy? Ủa nó đâu rồi? Đi. Ở mấy anh đi chậm quá vậy? Mến này đâu rồi? Ủa em đâu rồi? Ôi, anh đâu? Té bây giờ. Ôi, lên xuống. Alo, ok nha anh, chuẩn bị nha. Ba. Dạ. Nhảy xuống anh đỡ nè, nhảy xuống anh đỡ. Nhảy xuống. 3, 2, 1. Ôi. À được. Sao? Trời ơi. Sao này quậy dữ vậy á? Đúng mà. Tiền nè, của nãy làm nhiều tiền chắc mệt lắm mà. Nhiêu tuổi rồi? Em nhiêu tuổi? Em nhiêu tuổi? Em nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Thì em bao nhiêu tuổi? Thì em và đem bao nhiêu tuổi? Thì em bao nhiêu tuổi? Thôi, vậy đi. Đi nào. Anh gần hiểu rồi á. Anh gần hiểu em rồi đó, em hiểu em rồi đó. Bây giờ muốn đi đâu em đi. Tụi anh sẽ ở sau. Anh sẽ ở follow quan em. Quan sát. Đi đâu trời? Mẹ em đâu có bao giờ cho em đi ra khỏi nhà đâu. Thì bây giờ tụi anh cho đi. Thì anh cho đi được không? Ủa cái chỗ này vui vui nè. Cái gì vậy? Ủa thuyền, xuống không mấy anh? Xuống đi. Biết bơi không? Biết bơi không ơi? Biết bơi không? Ui. Lên. Trời ơi. Yeah. Xạo không? Nó biết bơi.
Thôi. Sao nó nhảy cao vậy? Sao lên? Trời ơi, mấy anh này em phải xây đường nè, đó. Lên đây. Anh. Em nghĩ thuyền này của người ta đó mà kệ đi. Biết lái không? Có anh nào biết lái không? Không biết đường vô. Không. Anh không có biết đường vô cái buồng lái luôn á. Không biết cái buồng lái nằm đâu. Nào đây? Đây nè. Đây nè, chỗ này nè. Ôi đẹp thế mà cao. Đúng đẹp luôn á. Đúng nhà luôn á. Cái bánh nè. Trời cái bánh của người ta đó. Thì anh nấu lại đi. Nhóc, làm gì vậy? Anh đâu đem dụng cụ đâu sao anh nấu? Cứ trong suốt á. Ủa này là cửa gì? Có cái lỗ mà. Đúng rồi. Má đi ra em đi, mày mắc gì á? Đi vô. Giờ đi cũng còn chút nó trốn á. Rồi. Này. Đúng rồi, coi chừng nó trốn đi chỗ khác á. Đang nó nhảy ra ngoài bây giờ nè. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Trời đất. Chú giá. Đây nè. Đi ra đây. Mày phá thiệt chứ. Ê lẹ đi đi. Còn lái được nữa. Ở đây có gì nè? Buồng lái ở trong đó đó. Đi vô đó coi thử coi. Thôi. Nói đừng đừng. Trời nói chị. Này lái sao vậy? Anh biết chứ liền. Ờ mấy anh là người trong trẻ phải biết chứ. Anh người trong trẻ chứ không phải anh người lái thuyền đâu. Anh chỉ biết trong trẻ thôi. Đi thôi, đi lên em. Thôi đi lên em ơi. Ê mà anh có cái gì kìa? Ơi, đi. Ơi, hình như là phải đâu cống đi xuống cống chơi đi cống được á. Ở đâu vậy? Đây. Trời ơi nhanh gì nhanh vậy? U cống thôi á. Má ở đây nghe thông thủng quá vậy mấy anh. Anh đâu rồi? Em đi đâu vậy? Đợi tụi anh với. Ủa tối quá vậy? Xuống coi có gì không. Em nói gì đâu, quái vật ông kẹ ở dưới đây nè. Ông kẹ hả? Ông kẹ ông quá cáo không sợ à? Ai biết. Ủa thế giới bên kia luôn nè. Cho quà như ông già Noel vậy. Ở sao đường đi hoài không thấy tới luôn nè. Ủa cái này gì á? Có chỗ lên. Lên thử coi. Đi. Đi. Chết. Không mở được. Mở được luôn nè. Đây là đâu? Vậy Nhi lạc rồi. Ủa nhà em đâu vậy? Ủa đây là đâu? Nhà em đâu? Kìa. Đây nè, nhà em nè. Trời ơi. Mấy anh này, nhà em cũng trời biết nữa. Nhà em cũng biết nữa. Xem hỏi anh. Anh phải biết chứ. Làm sao nhà em sao anh biết được? Đúng rồi. Thiệt tình mấy anh. Đâu, em biết đọc cái chữ nào? Dạ này. Đâu. Em nè. Đọc cho em giỏi mấy cái tiếng Anh tiếng Việt á. Rồi. Từ từ. Nè em còn trẻ mà em phải từ từ. Đánh bằng đi. Đâu đây? Đánh bằng đi. Uyên tuyên hội tuyển. Dạ vậy rồi. Uyên ngờ uyên ngươi huyền người. Dạ vậy. Rồi tiếp tục. Tuyển người ô ông trời ông trong tuyển người trong trẻ lưng ca siêu cao. Đồ anh đâu? Ở đâu vậy? Anh không tin luôn á. Vô nhà rồi lên lầu rồi. Chạy lên. Em chỉ cần biết ba cái chữ đầu là em đọc được hết. Ở trên này là gì đây? Ô nhà con này bự dữ vậy. Lên cửa coi, lên đi em. Ở nhà em bự vậy. Em không biết đây là nhà. Đây là nhà là gì nè? Đây là phòng ai chứ? Đây là cái kho. Đây là cái tầng gác mái. À cái gác. Chỗ này mấy anh sống hả? Ủa mà mấy anh sống đâu vậy? Đây nhà sống em mà hỏi anh. Nhà anh chỗ kia kìa. Tụi anh ở xa lắm. Tụi anh là một YouTuber nổi tiếng hiểu không? Không. YouTuber sắp nổi tiếng nhưng anh đang có cần thêm kinh phí để quay video. YouTuber là gì vậy? YouTuber là người kiểu như quay video em coi trên iPad á. iPad là gì? iPad là máy tính bảng đó. Cái điện thoại đâu đó, biết không? Em đâu biết, nhà em chơi búp bê mà. Trời. Anh chơi búp bê sao lần vậy? Có chơi búp bê không vậy? Không, anh không có chơi búp bê, em hiểu không? Tụi anh lớn rồi. Con trai gì đâu, không có chơi búp bê, lo chơi cái gì không mà. Ôi, cái nhà của nó kìa. Đồ chơi nhiều đồ không? Chơi. Cái nhà, ai xếp còn, ơi có gì vậy, có gì chổng kìa. Búp bê đồ. Búp bê. Con nhỏ nào nằm ở dưới giường? Có à? Lấy luôn. Tôi biết đó. Lấy đem lên cao đi, cái này khó thấy quá. Đem ở đây đi. Cái này là gì vậy? Cái này là gì vậy? Này bằng pizza. Bằng pizza hả? Rồi em biết đánh không? Sao chơi tàn búp bê em vậy? Đánh. Không chơi siêu nhân hả?
siêu nhân là gì? Siêu nhân cho mấy bạn gái vậy? Trời ơi, siêu nhân mà cho bạn gái gì trời. Ừ, mấy anh chơi hả? Trời mấy anh gái quá. Ừ. Thôi đi ngủ em ơi. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Bây giờ đi ngủ đi. Đi chơi nữa. Đi ngủ, ngủ đi. Ngủ xong rồi chiều đi chơi. Ngủ đi. Nhớ nha. Rồi. À, ngủ đi. Mai đi chơi. Ôi, thế là hết một ngày rồi, mệt quá. Tóc dạ. Đồ ánh sáng thiệt chứ. Ngủ. Trời. Còn nó ngáy kìa. Ngủ nè. Úi giời ơi. Ôi ôi. Cái gì vậy? Ôi giời ơi, cái gì vậy? Trời, 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 trời. Thôi đi ra anh ơi, đi ra anh ơi, đi ra đi. Ra ra ra. Trời ơi, để đóng lại, đóng lại, đóng lại. Thôi. Trời ơi. Lên trên này có cái phòng ngủ nè. Quá. Trên này ngủ. Ôi mệt quá. Thôi, ngủ ngon, bye bye. Ok, bye bye. MK ơi, lâu hình như ngày thứ 2 rồi không anh? Cũng... Đây là ngày thứ 2 rồi. Bây giờ cũng về nữa thôi. Đợi cô về nữa. Xong việc. Ê, như cô kìa. Ú, cô ơi. Ồ, hai đứa. Trời ơi, hai đứa làm vào trong chị không? Dạ có, dạ có, dạ có. Để có xe quay nào bị hư như thế nào quay không, hai đứa không, làm như thế nào quay không có coi xe nào ồ ủa sao hai đứa trông thằng nhóc hay vậy wow cái gì đâu à quay ok thì cảm ơn hai cháu đã làm hoàn thành nhiệm đây đây là tiền thưởng của hai cháu đây rồi đâu có đâu tiền đợi cháu đâu yeah yeah dạ cô về, đi về, đi về. Rồi, cô okay. Về. Cảm ơn hai cháu nha. Ôi, tốt ghê á. Dạ, dạ, dạ. Ôi, đi. Chạy, 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 chạy qua tiệm. Chạy qua tiệm lấy lắm. Chạy qua tiệm, đi. Đi, đi, đi. Đi qua tiệm mua đồ nè. Đi lên, đi lên. Đi, đi, okay. Đi. Rồi, cuối cùng mình cũng để đi mua máy tính được rồi và ôi các bạn ơi mình cuối cùng thì cũng đã mua được bắt đầu sẽ đi mua máy tính tiền nè. Và nếu các bạn thích video này của mình nhớ để lại mình một like một share để ủng hộ video cho mình cũng như qua đăng ký channel MK nhé. Ok bây giờ mình sẽ đi mua. Đây hello, hai người tới đây làm gì hả? Là con gì, cần mua internet cái gì cái này? Cái này tiệm bán máy tính internet chị này. Bán máy tính phòng được nhiều khách chấm cho lắm nên ta phải kim tiệm net luôn hiểu không? Kim tiệm net luôn. Con muốn mua một cái dàn máy khủng để dành cho mà để cho các YouTuber kiểu như quay video á. YouTuber lại. Nói chung là dùng để sản xuất video á. Nói chung là máy mạnh, ok, hiểu rồi. Đúng rồi. Ok. Thôi cho rồi đi, mấy thằng này chơi cho khách hàng gì đâu. Ba màn hình. Mua màn hình luôn ta. Ba màn hình, một máy ba màn hình là lấy cho con 6 cái màn hình. 6 cái màn hình. 6 cái màn hình luôn à, ghê à. Rồi đây. 2 thùng PC cả mạnh. 6 4 thùng PC luôn, why not? Giỡn hoài chú tiền đâu hết chú. Giỡn hoài. Tiền đâu chữ hết. Vất giỡn chú. Cái này nữa nè. Rồi cái này là đó. Còn thêm không? Là 6 cái màn hình, rồi 2 cái thùng PC. Với lại có lấy ghế không? Có lấy ghế không? Từ từ để ông đưa mình cái đi chỗ ông quán luôn à. Cái máy đứa này khách hàng đâu mà rồi sao? Muốn cái ghế không à? Màn hình anh có 2 cái màn hình chưa? Nè, em có thêm 2 cái nữa nè. Vậy. Anh mới có 1 cái à. Rồi, đủ. Ê chưa, đủ mấy máy. Anh là 3 cái màn hình. Mới một cái PC. Anh thấy một cái PC. Một cặp nữa. Cái thùng PC nè. Này là đó, 2 cái PC luôn. Rồi, 3 màn hình. Giỡn hoài trả bớt đi anh chút tính tiền. Đây, trả cho một cái nè. Ông này ông vui ghê luôn á. Ông bán đồ. Trời ơi, hôm nay Tết nhất rồi. Ủa, quên Tết rồi quên. Rồi, đây. Em có lấy ghế không? Ủa mấy cái ghế này nhiêu cái không? Cái ghế hả? Ghế nào nè. Đây, cái màu trắng nè, với lại cái màu đỏ nè. Trắng cái màu đỏ. Trắng này là cái này ngồi em thiệt luôn á. Trắng là khoảng 100 đô, cái đỏ là khoảng 200 đô. 200 đô là cái gì nổi? 200 đô là bao nhiêu? 200 đô. Ok, 200 đô. Rồi được lấy tiền. Luôn. Được, lấy hết cho tôi. Lấy ta lấy cái khác. Ok, để lại cái hàng trưng bày. Đây, tiền đây. Tiền. Rồi 8 tháng 3 vui vẻ cho mấy cháu. Ok. Ok. Bye. Đi về anh ơi.
đấy, à, con tiền ông không lượm tiền, lượm luôn thôi, mày lượm luôn à, đi về đi hả à, đi về đi về đi về tiền nè ông nội đó, đó nè cậu trai chị tốt dữ. Dạ. Ủa đi về lắp máy, đi về lắp máy. Ồ yeah, ồ yeah. Cuối cùng mình cũng đã có một cái dàn máy PC cực kỳ khủng luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cần về nhà, ủa nhà mình đâu quên. À đây 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 đây. Ồ, cuối cùng 2 ngày chúng ta mới về được căn nhà này. Trời ơi. Vô về. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại đi anh ơi, có chuyện ăn trộm vô á. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mỗi đứa một máy, một dàn máy đúng không? Nhưng mà không có chỗ để nè. À em có cái ý này, gì bây giờ anh ở trên lầu em ở dưới. À ok. Rồi anh đặt, anh dọn lấy cái bàn trái cây ra. Ừ. À, rồi anh dọn trên này đi, em sẽ ở dưới em ở dưới này. Ok lấy mấy cái ghế đó. Đó. Cái thùng PC anh sẽ để ở cái salon à, để này lại đi. Ủa còn cái ghế đâu? Ok. Rồi. Rồi, máy tính. Cái thùng PC để đây. Trời ơi. Trời ơi là trời. Đặt cái ghế này đi. Rồi. Đâu? Anh coi dàn PC của em coi. Em đang lắp vô. Rồi, lắp vô đi. Wow. Nhìn ngon lành vậy. Ừ. Của anh đâu? Của anh cũng như em mà. Anh ở trên này nè, trên này nè, trên này nè. Ồ. Là đâu, đâu, đâu? Đây. Đó. Wow. Đẹp trai liền. Đu anh lắp đẹp vậy. Ở dưới em nhìn nó nhỏ quá. Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã mua thành công một dàn PC khủng để phục vụ cho việc quay video cho các bạn rồi. Gì vậy? Mình nhớ các bạn, nếu các bạn thích video về đi lạc series đi làm này thì nhớ để cho mình một like, một share để ủng hộ video cho mình. Và nhớ comment ở bên dưới là tập tiếp theo để đi làm cái gì để tụi mình và MK để làm thêm nhiều video đi làm nha các bạn. Và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Thôi đi quay video thôi anh ơi. Chờ trước khi từ thời gian dài con. Dạ, sao, ông đâu? Qua đây. Ông qua đây. Nãy tôi mới để ý luôn á. Và cái và thêm một người đó chính là ZVN nha các bạn có thể qua đăng ký cho ZVN. Đây. Đi, chỗ sáng không, chỗ ló không? Rồi sao? Là đem cái thùng PC đi trên lưng hả? Đạn. Ok và nhớ là qua đăng ký cho ba tụi mình và thêm một người đó chính là mẹ Simi nha các bạn. Hẹn gặp lại vì những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.